Vâng ạ, thứ hai đầu tuần. Xin chúc các anh em một tuần mới tràn đầy năng lượng nhé. Chúng em thì đang lên với một bộ cấu hình combo cặp loa B15 mà kết hợp với hệ thống đẩy liền vang X23 MX321 và phía dưới là cục loa siêu trầm. Đây. Cục loa siêu trầm Monster 40 và một bác khách hàng áo xanh thì lấy thêm cho mình con đẩy X22 nữa. Hai bác này cùng đến từ Hà Đông ạ. Cùng một nhóm, cùng một phái đoàn luôn. Tuy nhiên là mỗi người lấy cho mình một vài thiết bị yêu thích. Như bác người đậm hơn đây thì lấy hẳn một bộ cấu hình combo VIP B15. Còn bác áo xanh thì đang xem cái con X22 về để nâng cấp thêm bộ dàn mình. Và Mr. Thọ đang hướng dẫn cho bác áo xanh về cách vận hành sử dụng con đẩy liền vang X22. Rồi em quay luôn cái bộ cấu hình combo B15. Đây là dòng loa bát 40 rất là khủng bên Zika chúng em. Cặp này là cặp bát 40 đỉnh nhất, đẳng cấp nhất của hãng WeWood. Chuyển khoản nha. Chuyển khoản. Càng tốt.